lên đến đây mệt hết cả rồi. Nhìn cỏ này sướng, cỏ này chăn bò thì quá là tuyệt vời luôn đấy. Ví dụ chỗ này dốc quá. Không, mình phải trống lên chứ. Mai mình có con dao để trống lên các bạn. Không thì không lên nổi chỗ này luôn. Một tay cầm máy, một tay trống. Cái bé này á. Cái bé lên lên cái to kia. Có nhưng mà sao lấy đi à? Anh để anh cho nó xuống bên kia, du sang bên kia lấy nhá. Đi đây, đây sang bên kia đây. Đây. Rồi. Đỡ này nhanh, đỡ này. Ui. Rồi lấy đi. Cái này rau ngót cây ấy, nhưng mà bé quá. Ra mấy ngọn. Đây cái hoa nó lên. Được mỗi một hoa đấy. Cái ngọn nó đây này. Đấy, ăn cái này này. Đấy. Thử xem đắng hay là ngọt. Cái rau ngót rừng này có hai cây, có hai loại nhá các bác nhá. Một cây đắng, một cây ngọt nhá. Cho vào miệng là nếm là biết ngay. Nếu mà trúng cây đắng là đắng ngắt luôn. Thật không à, tí nữa về xào nấu canh lên thì đắng ngắt thì. 7-8 năm mình không lên rừng rồi nhưng mà vẫn nhớ là cái rau ngót ở đâu, mình vẫn còn biết. Vì hồi xưa mình chăn bò, mình hay đi hay chăn ở đây, cây nào mình nhớ ấy. Ui xồi ôi, được một nắm rồi. Còn không? Còn nhiều lắm. Còn đi lấy vào túi rồi lấy tiếp rồi, mấy phát rồi đi về. Lên lấy cây to kia nữa là đi về. Cây này là ngọt lắm nha các bác nhá, nấu canh thì không cần mình chính luôn. Nhiều người chưa được ăn bao giờ, như kiểu là mình cho mình chính xuống nhiều quá ấy. Không biết ở trong miền Nam nó có không nhỉ? Chỗ mình mới có thôi nhỉ. Miền Bắc mới có thôi. Miền Nam chắc không có cái này. Rau này mọc ở trên rừng nhá các bác nhá. Đây. Làng mình ở dưới kia, nhà mình tít ở trên xa xa kia. Này bước bộ lên đây vá mồ hôi ra như kiểu tắm luôn. Tí mình lên trên cái cây to kia mình quay nữa. Bây giờ mình tắt video. Đây cái cây này to này nhưng mà vặt hết rồi. Không đến lượt mình à. Cái hoa của nó ra thân này tua ra đây đầy hết. Nhưng mà bây giờ họ vặt hết rồi. Lá còn ít thôi, một tí. Không đến lượt mình. Vừa mới mọc ra một tí đây. Hả? Ít thế này lấy được không?
không ăn thua mọi người ạ. Cái bé con